Em chào tất cả các bác nha. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng giêng. Đấy, thì em lì xì đầu năm. Hôm nay lên cho bác cái lô hàng toàn hàng VIP thôi mà giá gọi là giá siêu siêu rẻ bác nhá, gọi là giá lì xì đó. Đấy, các bác ưng được em nào có nhanh tay các bác nhá. Đặt luôn vào ngay không là không có lần thứ không có cơ hội lần sau đâu. Cơ hội là cơ hội trăm năm có một đấy. Còn đầu tiên khai xuân luôn. Một em AirPods có nha, hàng chính hãng, con này độ mỏng nó thì siêu siêu mỏng. Cho ngắm chiêm ngưỡng của em AirPods này đẳng cấp không ạ? Một con hàng chính hãng của Thụy Sĩ. Đây là em tháo con đồng hồ VIP của em ra em lên tay các bác nhìn. Này. Tay đẹp lắm các bác ạ. Nó cứ gọi là siêu phẩm của siêu phẩm. Mỏng dính luôn. Con này dây khóa còn nguyên zin nhé, dây khóa hộp hết nguyên zin hết luôn. Đấy. Dây theo theo dây hãng luôn. Hộp còn quá nha, hộp hết còn đầy đủ. Con này em chiếc em xả bao nhiêu đây? Ui, con này hai mấy triệu các bác này, size 40 các bác nha. Size 40 này. Này mã K1. Đấy, gọi là khai xuân nha các bạn nhé. Mã K1 size 40. Hôm nay em xả cho bác con này với giá là 16 triệu. Đấy. Lên cho bác cái con này phải nói nó rẻ chưa từng thấy luôn ạ. 28 triệu bác nhé, 28 triệu mà em để các bác giá 16 triệu là có biết là nó kinh khủng cơ nào rồi đúng không ạ? Con đầu tiên mở màn mã K1 size 40 giá 16 triệu. Tiếp tục một em thứ hai, đẩy lên luôn cái con em đang đeo này. Con này thực sự là nó em không muốn bán đâu, nhưng mà cứ lên các bác nhé. Đấy, bác nào thích thì để cho các bác này. Con này vì em đang đeo đại đại chất luôn. Một con t-shirt, con này là Powermatic 80, con này tích có 80 tiếng thôi nhé. Con này độ mới nó còn phải đến 97% luôn, 95-97%, nó cứ gọi là mới cứng luôn thôi nhé. Con này em đeo mới chưa được chục ngày, hơn chục ngày, à chục ngày, chục 11 12 ngày gì đấy, còn mới tinh luôn. Con này còn cả hộp bác nha, con này còn cả hộp này, hộp sổ còn luôn. Đấy, một con t-shirt Powermatic 80. Đấy, ba bác là hàng chính hãng thôi nha, chứ không phải là hàng hàng rep 11 hay hàng fake hàng nhái gì đâu ạ. Đấy, dây rượu nó mà còn nguyên nguyên mới luôn, chưa cháy xước này. Đấy, nước vàng nó là quá đẹp luôn nhá, nhìn có nhìn nước vàng nó này. Đỉnh chưa? Con này em nhớ nhầm là size 43 thì phải, để em nó lại này. Con này size 42 bác nhá, size mặt 42 nhưng mà form to đẹp lắm. Con này thì mê mê mẩn luôn. Có nhìn vàng nó đẹp chưa? Quá chất này, dây nó còn mới này. Đó. Con này là mã K2 bác nhá. Em con này em để cho bác cái giá là 16 triệu. Coi nhé, 16 triệu, mã K2 size 42 giá 16 triệu. Con này thì em đang bán là 28 triệu này. Tiếp tục để bác này giá 16 triệu mã K2 con t-shirt. Hàng chính hãng mới nha, Powermatic 80, con này tích có 80 tiếng luôn. Mày em lên chủ yếu các bác là hàng Thụy Sĩ hết mới nhé. Còn nào hình như em nay ít hàng Nhật lắm, ở Nhật em có một vài con thôi, nếu bác nào mà yêu cầu thì em lên thôi, chủ yếu là em lên cho các bác là toàn hàng Thụy Sĩ hết. Lên lô hàng đầu năm phải nó phải là siêu siêu xịn bác nhé. Này. Tiếp tục lên cho các bác một con đẳng cấp của đẳng cấp luôn này,
Armani máy 5 tầng Thụy Sĩ không nhé. Thường thường Armani nó chỉ có máy Nhật thôi các bác nhé, vì cái bản này nó là bản lâu rồi, bản lâu 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 rất lâu rồi, thì nó còn còn cái bản máy Thụy này thôi, còn bây giờ đời mới bây giờ toàn bộ là máy của Nhật hết các bác nhé, không còn máy Thụy đâu. Con này còn sót lại này, một con Armani dây khóa nguyên zin, con này không có hộp sổ các nhá, nó chỉ có đồng hồ không thôi. Đấy, dây khóa còn đầy đủ hết cho các bác. Đấy, các bác để kiếm được một con Armani mà máy Thụy Sĩ như này thì rất là khó nhé, vì là không có nữa đâu. Bây giờ tất cả cái hãng đồng hồ mới bây giờ nó sản xuất là toàn 100% bây giờ là máy Nhật, nó không nhập máy Thụy nữa các nhé. Cái thương hiệu Armani nó sẽ không còn nhập máy Thụy nữa, bây giờ chỉ có máy Nhật thôi. Đấy, con này là con của đời trước người ta sót lại các nhé, thì nó còn máy Thụy thôi. Đấy, con này là size 42. Mà em để kỷ niệm bác này với giá 6 triệu 8. Mã K4 à, mã K3 đi. Mã K3 size 42, giá 6 triệu 8. Đấy, mã K3 size 42 giá 6 triệu 8. Tiếp tục một em Mido. Một em Mido này, con này còn hộp sổ đầy đủ không nha. Con này độ mới, nó còn mới keng luôn. Con này còn chưa lên tay lần nào ạ. Mới cứng luôn nhé. Để mà kiếm một con Mido mà nó còn mới này thì hiếm lắm quá. Không còn nữa đâu. Con này còn mới tinh. Chưa lên tay lần nào luôn. Đấy, một em Mido đỉnh của chóp. Đấy, con này được mạ vàng hồng quá nha. Đấy, em bao bác là hàng chính hãng 100% luôn. Các bác mà phát hiện không phải hàng chính hãng em tặng, không phải trả tiền nhé. Còn nên còn mã mã cốt check luôn này. Đấy, còn chưa bóc ni lông đáy bác nhé, nó mới cứng luôn này. Đấy, một con Mido máy 5 tầng Thụy Sĩ, hàng chính hãng luôn. Con này hộp sổ còn ạ. Đẹp, phải nói là không còn gì đẹp hơn nữa. Con này size 38. Mã là mã K4. Size 38. Bác lấy con này em để bác cái giá là 15 triệu có nhé, 15 triệu thôi ạ. Đây, mã K4 size 38 giá 15 triệu. Con này còn hộp sổ bác nha, con nào lấy con này còn hộp sổ đầy đủ đấy ạ. Tiếp tục em lên cho các bác một em này nữa. VIP này. Đây, lên cho bác một con Anh Quốc các bác nhé. Kim cọc số là Kamasai luôn, xanh Kamasai cực đẹp luôn. Đấy, có nhìn này. Đấy, một con của Anh Quốc ERS. Phê chưa? Wow. Một siêu phẩm của Anh Quốc đây ạ. Em cứ gọi tắt là ES các bác nha. Đây. Máy của nó thì miễn bàn luôn. Con này dây khóa à, con này dây, con này dây khóa không zin bác nhá, dây khóa thay rồi ạ. Con này dây khóa thay rồi bác nhá. Đấy. Đồng hồ lại bao bác hàng chính hãng 100% luôn. Bác nào phát hiện không phải hàng chính hãng em tặng luôn. Đấy. Quá đẹp cho một cuộc tình, đẹp quá các bác ạ.
Con này size của nó size 42. 42 thì con này là mã K4 đi. À K5. Này mã K5. Size 42. Đấy, bác lấy con này em để bác giá 4 triệu. Có 4 triệu lần đầu tiên các bác. Cơ hội phải nói là bao nhiêu năm em bán hàng là lần tiên có cái con đồng hồ mà giá em nói nó giật mình như này đấy. Đấy bác nào nhanh tay. Cơ hội đến một lần thôi. Mã K5 size 42 giá 4 triệu. Này các bác nào theo dõi kênh em nhiều các bác thì có biết rồi. Con này không có bao giờ có giá dưới 7 triệu, 7 triệu rưỡi bác nhé. 4 triệu. Đấy, một con hàng chính hãng của Anh Quốc luôn. Tiếp tục lên cho bác một con nữa. Lại một em của hãng công ty con của đồng hồ Senco. Này thì đẹp lắm. Sunshine. Đây, các bác ngắm nhìn con này của em này, của em Sunshine. Paul Smith bác nhá, con này là con Paul Smith. Đấy, Paul Smith là thương hiệu dạng thương hiệu của Senco nhé, công ty con của Senco đó, nó mới mở thêm một công ty Paul Smith này, cơ automatic, độc lạ lắm các nhà ấy, siêu VIP chưa, nó cứ gọi là đẳng cấp luôn, con này thì không có hàng fake hàng nhái không nhé, đeo này sướng tê người luôn, khóa vẫn còn khóa zin này. Đấy, Paul Smith đeo thì này cho bác ngắm nhìn những con này đẹp lắm, nhìn này phê chưa, lên tay con này thì chấm hết luôn. Đấy, một con hạ đồng hồ chính hãng của Paul Smith luôn, cơ automatic tự động. Đấy, size 42, con này là mã K6 size 42. Đấy, bác lấy con này để tiếp các bác giá 4 triệu luôn bác nhé. Đấy, rẻ chưa từng thấy luôn ạ. Đây, mã K6 size 42 giá 4 triệu. Con này có bộ khóa không, nó hình như là đâu là 8-900. Đây, rất nhiều các bác thích con này. Hôm nay em lên luôn cho các bác. Vì thực ra con này em không bao giờ em xả em bán rẻ được đâu các bác nhé, nhưng mà vì con này nó cực kỳ đắt và nó rất là ưa chuộng, nhất là lứa tuổi trung niên trở lên, những con này nó gọi là nó còn nhiều lúc nó còn xịn sò hơn cả con đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhé. Đấy, nó là thương hiệu Citizen thôi, nhưng mà cái bản phiên bản này thì nhiều khi Thụy Sĩ cũng không bằng các bác nhé. Đấy, một con Citizen cơ automatic tự động. Đấy, con này các bác biết tại sao nó đắt không ạ? Nó là búa sấm sét luôn nhé. Cái bản này nó lúc nào cần trên thị trường có giá nó có tầm trên 10 triệu bác nhé, không có giá dưới 10 triệu đâu ạ. Tuy nó là hãng Citizen thôi, thì bác nhìn ra máy nó này, đấy, toàn bộ nó dạng máy kiểu Calibre bác nhé, bác nhìn búa đó mình, đấy, đây có thể là búa sấm sét bác nhé, đấy, dập hết cả bên trong, đấy, thấy không ạ? Nó đẳng cấp như thế này các bác nhé. Những con này thì các bác có thể tham khảo trên 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 mạng. Các biết cái giá trị của đồng hồ Citizen và bố sông xét này nó không bao giờ có giá dưới 12 triệu đâu các bác. Đây ạ. Đẹp chưa? Con này thì bác là tầm trung tuổi lên đeo này thì chấm hết luôn. Không có một từ gì để mà tả nó các bác nhé. Nó quá xịn sò rồi. Con này thì nó size 39 thôi. Này bác nào mà xem kênh em nhiều quá biết rồi đúng không ạ? Bác nào xem kênh Thanh Lý Cầm Đồ, mà kênh Thanh Lý của em bây giờ nó bị chạy bị không biết lý do tại sao mà mấy tháng nay nó chưa mở lại cho em. Em toàn phải đăng cái kênh mới thôi. Kênh mới mấy kênh của bà xã em ấy, kênh Hà Thanh Lý ấy. Đấy. Đẳng các bác. Đẳng cấp luôn. Con này hôm nay em sẽ để bác cái giá rẻ giật mình luôn. Con này là mã K7. Size 39. Con này em để bác cái giá 6 triệu 2. 6 triệu 2 cho bác một con đồng hồ Citizen bản sấm sét bác nhé. Đấy.
không bao giờ có cái giá nào mà nó thôi, em để bác cái này giá là 5 triệu, 5 triệu 2 đi các bác nhé, 5 triệu 2 đi cho nó máu. Mã K7 size 39 ra 5 triệu 2. Đã lì xì đầu năm thì cho lì xì bay nóc luôn. Tiếp tục một em nữa cho các bác. Tôi hẳn một con này cho nó vip này. Một con Anh Quốc máy Thụy Sĩ luôn. E xe để máy của nó thì vip được bao nhiêu. Service mét như vậy đấy. Đấy. Service bình thường cái dòng EC nó chỉ có ra ban thôi, con này con service mét này, đấy. Service mét là Thụy Sĩ bác nhé. Đấy. Có gì thì cái vàng nó đẹp rồi. Đấy, có những nước vàng nó khác rồi. Đấy. Máy này có nhìn máy này. Đấy. Dập hẳn service mét cho các bác luôn. Khóa mà khóa zin luôn. Đẹp không? Đấy. Con này size 42, mã số K8 đi. Size 42. Bác lấy con này em để bác cái giá là 5 triệu 8. 5 triệu 8 cho bác con này luôn. Mã K8 size 42 giá 5 triệu 8. Tiếp tục em lên cho bác một con này đi. Đây, lên cho bác một con Invicta. Invicta cổ nhé. Invicta đời mới bây giờ thì không có hạng máy Thụy Sĩ nữa mà con này là bản cổ, Invicta bản cổ. Máy Thụy Sĩ luôn. Đấy, đây là Invicta bản cổ bác nhá, máy Thụy Sĩ này. 41 chân kính luôn. Một ô clip của nó góc 3 giờ. Dây da nó là khắc bọt cho các bác này. Đấy. Đây. Chép hóa rồng này, đáy này. Cái này đeo không đẹp không ăn tiền luôn nữa. Inventa. Cơ automatic tự động bác nhé. Đấy, một con hàng chính hãng của Inventa. Con này là bản cổ máy Thụy Sĩ bác nhé. Mã K9. Con này size của em nó chỉ có là size 38 thôi. Con này ngày nay em để bác con này giá là 6 triệu rưỡi. Các bác không nghe nhầm đâu các bác nhé. Bình thường con này không không mà có giá dưới 10 triệu đúng không ạ? Hôm Tết em có xả giá 10 triệu này. Đấy. Hôm nay em để bác cái giá 6 triệu rưỡi bởi vì con này là đã gọi là lì xì đầu năm thì cho hẳn chơi lớn bác nhé. Mã K9 size 38 giá 6 triệu rưỡi. Đây, một con siêu phẩm. Còn ngày hôm nay con này con cuối cùng nay em chỉ xả cho các bác giá 10 con thôi bác nhé, 10 con thôi bởi vì thực ra là em chỉ khai xuân gọi là lì xì đầu năm 10 con này các bác nhé, em không không dám lì xì hơn bởi vì là nó lộ quá bác nhé. Đấy, chơi thế này hết cỡ rồi. Đấy, một con Aeronautic các bác nhé. Đấy, cơ automatic của Thụy Sĩ, một con hàng chính hãng Thụy Sĩ luôn. Đấy. Bao bác kiểm tra check code giám định toàn cầu. Bác nào mà phát hiện con này không phải hàng chính hãng Thụy Sĩ em tặng luôn, không phải giả tiền, được chưa?
Đây, máy của nó đây. Này, các bác thấy có một cái shop nào mà bán hàng hàng si mà dám quay kỹ cái máy cho bác xem không ạ? Không một shop nào dám đâu nhé. Không một shop nào dám quay kỹ máy cho bác xem hết ạ. Bởi vì là người ta bán có mấy triệu, 2 3 triệu, 3, 4 triệu cái đồng hồ, người ta bảo máy thụy sĩ thì ai người ta dám quay cho bác xem máy đúng không ạ? Nó chỉ có máy Trung Quốc làm gì có máy thụy sĩ đâu ạ. Đây. Chỉ có duy nhất shop nhà em là ở cái thị trường bán đồng hồ si cho các bác thôi. Dám quay chi tiết cái máy cho các bác nhìn thôi. Còn có số nào dám không các bác? Không số một số nào dám luôn nữa. Người ta biết bởi vì quay máy phát thì toàn thợ xem đúng không các bác? Toàn thợ xem nó nhìn phát máy gì người ta biết là đồng hồ ông đồng hồ gì ngay. Hoặc là treo đồ dê bán thịt chó thôi. Còn em đã quay cho các bác như thế này. Để em gửi đúng cái máy, đúng cái đồng hồ em quay cho các bác nhé, chứ không lệch một ly một la này hết đó. Đấy. Các bác mà thấy em gửi hàng các bác nhận hàng không đúng cái video các bác cứ cứ trả lại em đền các bác cũng 10 lần tiền. Này. Phê chưa đấy. Đấy quay máy nó phải chi tiết rõ hơn cả quay 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 mặt các bác nhé, máy rất quan trọng này, một siêu phẩm hàng chính hãng của Thụy Sĩ luôn đấy. Aromatic đấy. Chả biết tên chính xác là gì thì em đọc tiếng Anh hơi ngu tí, các bác thông cảm của em gái nhé, vì em không 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 biết không biết tiếng Anh rồi, em đọc theo tiếng Việt em dịch ra vớ vẩn thôi. Aeromotic thôi nha, thế cho nhanh được chưa? Một siêu phẩm hot 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 size 40. Con này là mã K10 size 40, con này em để cho bác cái giá 9 triệu. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu bác nha. Đấy, con này thì không bao giờ có giá dưới 15 16 triệu rồi, hôm nay em để cho bác một cái giá 9 triệu. Đấy, mã K10 size 40 giá 9 triệu. Đó là video ngày nay thì em xin phép các bác là tạm dừng đây bác nhé. Em chỉ gọi là chiên cho các bác lì xì các bác đầu năm 10 con thôi. Đấy, bác làm nhanh tay thì được. Em xin chào các bác nhé.